Ngôi sao bóng đá của đội Inter Miami, Lionel Messi, không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ mà còn khiến cộng đồng chú ý với phong cách thời trang nổi bật. Mới đây, anh đã gây ấn tượng mạnh với chiếc đồng hồ bấm giờ Patek Philippe Aquanaut mới nhất, một tác phẩm thời trang tinh tế. Messi không chỉ dừng lại ở việc diện những trang phục đẳng cấp mà còn thường xuất hiện tại các buổi tiệc và sự kiện thượng lưu, thường đồng hành cùng với người đồng đội cựu ngôi sao bóng đá David Beckham. Sự xuất hiện của cả hai huyền thoại bóng đá này cùng các vợ đẹp của họ, Victoria Beckham và Antonella Roccazzo, luôn thu hút sự chú ý của công chúng và giới truyền thông. Đến với Miami sau khi gia nhập Inter Miami, Messi không chỉ chứng tỏ phong độ xuất sắc trên sân cỏ với 10 bàn thắng trong 7 trận đấu và việc giành chức vô địch League Cup 2023, mà còn thể hiện sự tận hưởng cuộc sống với đẳng cấp và xa hoa. Với thu nhập khổng lồ từ khoảng 50 đến 60 triệu đô la Mỹ mỗi mùa tại Inter Miami, theo thông tin từ CBS News, Messi dường như đã có khả năng thỏa mãn đam mê thời trang và phong cách sống đẳng cấp của mình. Theo hãng tin Cadena SER của Tây Ban Nha, Messi và gia đình hiện đang sinh sống tại một căn hộ trị giá 9 triệu đô la Mỹ tại tòa nhà Porsche Design Tower, Miami. Điểm đặc biệt của căn hộ này chính là hệ thống thang máy dành riêng cho ô tô, cho phép cư dân đỗ xe trực tiếp tại phòng ở của họ. Bên cạnh đó, Messi cũng đang để mắt tới một biệt thự rộng lớn hơn ở Fort Lauderdale với giá trị lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Có thể thấy, Messi không ngừng thể hiện sự sành điệu và phong cách sống sang trọng thông qua những lựa chọn đẳng cấp. Ngôi sao bóng đá của đội Inter Miami, Lionel Messi, không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ mà còn khiến cộng đồng chú ý với phong cách thời trang nổi bật. Mới đây, anh đã gây ấn tượng mạnh với chiếc đồng hồ bấm giờ Patek Philippe Aquanaut mới nhất, một tác phẩm thời trang tinh tế. Messi không chỉ dừng lại ở việc diện những trang phục đẳng cấp mà còn thường xuất hiện tại các buổi tiệc và sự kiện thượng lưu, thường đồng hành cùng với người đồng đội cựu ngôi sao bóng đá David Beckham. Sự xuất hiện của cả hai huyền thoại bóng đá này cùng các vợ đẹp của họ, Victoria Beckham và Antonella Roccazzo, luôn thu hút sự chú ý của công chúng và giới truyền thông. Đến với Miami sau khi gia nhập Inter Miami, Messi không chỉ chứng tỏ phong độ xuất sắc trên sân cỏ với 10 bàn thắng trong 7 trận đấu và việc giành chức vô địch League Cup 2023, mà còn thể hiện sự tận hưởng cuộc sống với đẳng cấp và xa hoa. Với thu nhập khổng lồ từ khoảng 50 đến 60 triệu đô la Mỹ mỗi mùa tại Inter Miami, theo thông tin từ CBS News, Messi dường như đã có khả năng thỏa mãn đam mê thời trang và phong cách sống đẳng cấp của mình. Theo hãng tin Cadena SER của Tây Ban Nha, Messi và gia đình hiện đang sinh sống tại một căn hộ trị giá 9 triệu đô la Mỹ tại tòa nhà Porsche Design Tower, Miami. Điểm đặc biệt của căn hộ này chính là hệ thống thang máy dành riêng cho ô tô, cho phép cư dân đỗ xe trực tiếp tại phòng ở của họ. Bên cạnh đó, Messi cũng đang để mắt tới một biệt thự rộng lớn hơn ở Fort Lauderdale với giá trị lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Có thể thấy, Messi không ngừng thể hiện sự sành điệu và phong cách sống sang trọng thông qua những lựa chọn đẳng cấp.